Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Trong nội dung ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những cái tiêu chí của một bất động sản tại Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước để đầu tư nhẹ vốn trong thời gian lâu dài, cũng như là khai thác dòng tiền. Vị trí nào cũng như là tuyến đường nào chúng ta sẽ nhắm đến trong thời gian sắp tới đây. Anh chị và các bạn hãy theo dõi hết cái video để tìm kiếm cho mình những cái cơ hội đầu tư tốt trong thời gian sắp tới đây tại Đồng Phú, Bình Phước và đặc biệt là Tân Phú, một địa phương đang có sự phát triển mạnh về công nghiệp, cơ sở hạ tầng cũng như là tốc độ đô thị hóa. Ngoài ra anh chị và các bạn nếu thấy hay thì hãy tặng video một nút thích. Và hiện tại Nguyễn Đoàn đang ở cái trục đường kết nối thẳng song hành với đường DT741 và từ khu công nghiệp Bắc Đồng Phú xuống thẳng khu công nghiệp Nam Đồng Phú. Tuyến đường này rất là dài và đó là tuyến tránh của đường DT và là tuyến di chuyển chính của người dân, công nhân cũng như là các cháu học sinh mỗi ngày. Cho nên là chúng ta sẽ thấy lượng người di chuyển rất là đông. Tuyến đường này thông thường sẽ có lượng người di chuyển đông ở cùng giờ từ 6 cho đến 7 giờ, từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Đây là những cái cung giờ vàng, lượng người di chuyển cực đông. Và hiện tại thì Nguyễn Đoàn đang quay ở cái cung giờ nó hơi lệch chút. Và cái đường này của chúng ta với cái mặt nhựa là 19, cả hai năm bảo vệ là 30. Vậy tại vì sao tuyến đường này chúng ta nên tham khảo đầu tư lại vốn trong thời gian dài hạn khi mà đến với thị trấn Tân Phú cũng như là Đồng Phú? Cái thứ nhất là kết nối thông thương từ khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, chúng ta có thể di chuyển lên thành phố Đồng Xoài bằng tuyến đường này, hết được khoảng vài phút đi xe, và là di chuyển xuống tới xã Tân Tiến cũng như là khu dân cư sầm uất của thị trấn Tân Phú và khu du lịch sinh thái đảo Yến Sơn Hà. Thì gần đây có những cái bất động sản giá nó dao động từ 4 cho đến 500 triệu mét ngang, nhưng mà ở khu vực mà tập trung đông người nhất là trong trung tâm thị trấn Tân Phú thì lượng dân cư cũng chỉ cao hơn đây một chút xíu thôi. Ở trên đấy người ta đã chuyển nhượng với giá là gì ạ, là từ 5 à xin lỗi anh chị từ 6 cho đến 700 triệu mét ngang. Thì cái tiêu chí đây là gì? Anh chị có thể lựa chọn những cung đường kết nối thông thương như thế này. Đấy, lượng người đi lại đang đông dần và giá rất là còn tốt. Đấy, bởi vì chúng ta đầu tư lâu dài, có thể là 7 năm hoặc là 10 năm, cho nên những tuyến đường này sẽ có sự thu hút dân cực tốt. Bởi vì đây là vùng đất ở đô thị thuộc thị trấn và được quy hoạch thành khu dân cư. Đấy là yếu tố thứ nhất. Cho nên là với khu vực này, về yếu tố đầu tư lại vốn trong thời gian lâu dài thì nó sẽ có sự tác động như là gì ạ? Các khu công nghiệp như khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, khu công nghiệp Nam Đồng Phú, khu du lịch đảo Yến Sơn Hà, cũng như là cái khu quy hoạch phía Tây Hồ trong thời gian vừa qua đang được xin chủ trương quy hoạch, và khu công nghiệp Đồng Phú cách khu vực đường này khoảng 10 phút đi xe. Thì tất cả những yếu tố này về trung hạn cũng như là dài hạn nó sẽ có sự tác động rất là mạnh về yếu tố lại vốn khi mà chúng ta đầu tư. Đấy là cái tiêu chí đầu tiên, là nên chọn những cái vị trí nào đang có sự thu hút dân tốt và có kết nối thông thương. Yếu tố thứ hai chúng ta cùng chia sẻ ở đây là về cái thời điểm. Thời điểm thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái thời điểm mà thị trường bất động sản đang trầm lắng thế này, có sức mạnh về đàm phán. Và yếu tố thứ ba là về phần giá. Quanh khu vực này thì giá dao động từ 4 cho đến 500 triệu mét ngang tùy vị trí. Nhưng ở khu vực bên trên thì giá nó đang dao động từ 6 cho đến 700 triệu mét ngang. Có nghĩa là khu vực này đang đông dân và cái mức giá của nó sẽ có cái chiều hướng gia tăng trong thời gian sắp tới đây. Thì tất nhiên điều này chúng ta cần phải đợi trong thời gian có thể là 5 năm hoặc là 10 năm. Vì vậy nó sẽ phù hợp với từng nhà đầu tư khi đến với những cái cung đường đang phát triển như này tại Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước. Và yếu tố thứ ba chúng ta sẽ chia sẻ ở đây là về khai thác gì ạ? Dòng tiền.
thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái bất động sản ở thứ nhất là gì ạ, sạch sẽ này, thứ hai là gần khu công nghiệp, thứ ba là gì ạ, cái mặt tiền đường, mặt tiền đất bất động sản nó phải rộng. Đợi ở đây nếu mà 5m thì chúng ta chỉ có thể để ở thôi anh chị ạ, để ở thôi. Khai thác thì công năng của nó thấp, nếu là 5m thì nó phải sâu, có thể là 60 hoặc là 70m. Nhưng mà ở những cái trục đường như này, anh chị có thể chọn những bất động sản có thể là ngang 10m hoặc là 15m, ngang càng rộng càng tốt, miễn là tài chính của chúng ta đủ điều kiện anh chị nhá. Chiều sâu thì chúng ta nên chọn những cái bất động sản nếu là khai thác dòng tiền ấy thì chọn sâu 50 hoặc là 70 hoặc là cả 100 cũng được, bởi vì khu vực này được quy hoạch phun hồng, cho nên là về khai thác dòng tiền thì sau này ở đây không tính theo mét ngang nữa mà là sẽ quy theo mét vuông ấy. Người ta sâu 30 người ta cũng gì ạ, tính 400 triệu mét ngang ví dụ vậy, nhưng chúng ta sâu tới 80, 85, 100 chúng ta cũng chỉ 400 triệu mét ngang, nhưng mà chúng ta được chiều sâu thì rõ ràng sau này khi mà chúng ta đăng ký thổ cư phun đất thì chúng ta sẽ có cái giá rẻ hơn rất là nhiều. Đấy là về công năng sử dụng. Nếu anh chị tài chính tốt thì chúng ta nên lựa chọn những bất động sản chiều ngang rộng, chiều sâu rộng, để sau này cái công năng sử dụng nó tốt, chúng ta khai thác cũng dễ, như là ký ốt hoặc là xây nhà trọ. Và chúng ta cho thuê thì cái nhu cầu cho thuê những cái quỹ đất rộng như vậy cũng rất là nhiều người muốn. Đấy là cái tiêu chí để chúng ta có thể chọn những bất động sản đất tại những khu vực đang phát triển như này để khai thác dòng tiền, đặc biệt là những khu vực mà đất ở đô thị nữa. Và hiện nay ở Đồng Phú những công đường như này nó không có nhiều anh chị ạ, phần lớn là được quy hoạch là công nghiệp, cho nên là những bất động sản ở trên những cái tuyến đường có kết nối thông thương, đang phát triển dân cư và lượng xe cộ qua lại đông đúc như thế này, sạch sẽ như thế này thì rất là ít, cho nên là anh chị chúng ta có thể tham khảo trong cái thời gian sắp tới đây để phù hợp với cái nhu cầu của mình, như là khai thác lại vốn trong thời gian lâu dài mà khai thác dòng tiền đấy. Và anh chị có thể tham khảo những cái tiêu chí như vừa rồi mà Nguyễn Đoàn chia sẻ, chúng ta có thể chọn cho mình những bất động sản ưng ý để sau này khai thác lại vốn ấy thì chúng ta đạt hiệu quả cao, và khi mà khai thác dòng tiền thì chúng ta có cái hiệu quả và cái sự thành công tốt để cái bất động sản của chúng ta được nhiều người để ý đến, thu hút về cái tiêu thụ hàng hóa cũng như là gì ạ, về cái sản phẩm mà chúng ta bày bán cũng như là phục vụ cho mọi người. Thì đấy là những cái chia sẻ trong video ngày hôm nay để anh chị chúng ta có thể tham khảo cho mình, tìm cho mình những cái bất động sản đúng theo những cái tiêu chí như vừa rồi, về giá cả, về vị trí, về diện tích cũng như là về các cái cung đường. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung vừa rồi giá trị cho mọi người thì hãy chia sẻ đến họ, và đừng quên tặng video một nút thích cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ bất động sản Bình Phước. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.